Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi, lô này lô chữ X nhá. Lô này em bên sẽ gồm có máy Sidewa Estin Echo này, Singu nhá, Echo đó. Makita và tay dài tay cụt rất là đẹp. Lô này thì khá là nhiều con khai thác tầm trung và khai thác chuyên nghiệp cho anh em nhé. Sản phẩm theo kèm khi các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món là rũa tiếp và tô vít nhá. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin một nút like nhé các bác nhé, và nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Lô này sẽ là lô chữ X. Rồi em xin phép giới thiệu luôn cái lô máy ngày hôm nay cho các bác. X1 ngày hôm nay thì có con máy tay cụt Tanaka PMS330A. Đấy, con này rất là đẹp nhá. Máy bên em thì cam kết là hàng bãi Nhật, không qua sử dụng tại Việt Nam. Đó, làm 35, xích là xài xích chung 91. Con này thì trọng lượng máy là 4kg, 33cc, lòng 37 ly. Con này các bác cắt rất là mạnh nhá. Đấy, con này thì ốc làm chưa siết chặt này. Đây, siết lại cái ốc làm phát. Đấy, con này thì máy rất là đẹp này. Máy được trang bị lam 35, xích là xài xích chung 91. Dây giật này, dây giật con này trắng tươi này, rất là đẹp nhá. Hơi hám trắng đét luôn. Máy móc con này bao đẹp, hơi hám bên trong trên 90% cho anh em. Con này thích hợp cho anh em cắt gia đình, cắt củi, leo trèo, tỉa cành nhá. Con này giá 1.8 triệu này, bao phí ship này. Con này cắt gia đình cực kỳ là ngon và lợi xăng nhá. Đó, là sẽ chạy xích chung 91 luôn. Rồi, con này thì bán anh em giá 1.8 triệu. Đặc biệt các bác lớn tuổi muốn mua con bé cắt xung quanh vườn nhà nhỏ nhẹ thôi thì các bác tham khảo con này, vòng cua con này rất là lớn nhá. Đây này, con này em test cho các bác vòng cua rất là lớn. Luôn này, con này giá 1.8 triệu bao phí ship nhá. Rồi, siêu vip luôn. Tiếp theo X2 ngày hôm nay thì có con tay dài rất là đẹp. Con này đến từ thương hiệu Hitachi, một cái dòng tay dài vip cho anh em. Con này trọng lượng máy 4.5 kg. Đấy, thích hợp cho anh em cắt xung quanh vườn nhà. Con này được trang bị xuất là 34cc này, 34cc nhá. CS35, làm 35, chiếc đàn dài, chiếc đàn dài. Đó, một con cắt gia đình siêu vip luôn cho anh em nhá. Dòng này thì bao các bác chạy siêu lợi xăng. Đó, thắng xích thắng xiếc nó được trang bị đầy đủ hết nhá. Bơm xăng phụ có, trợ lực có luôn. Con này thì giá 2 triệu này. Đó, con này thì quá nét rồi. Đó, một em lên cái lô này thì lên toàn là máy tuyển cho anh em nhá. Con này giá 2 triệu bao phí ship, các bác dùng con này cắt gia đình, cắt leo trèo tiểu cành cực kỳ là ngon rồi. Dòng Hitachi này. Đó, rất chắc chắn luôn. Rất nổi X2 này. Triệu vào phí ship, máy đẹp keng này. Rồi tiếp theo X3 ngày hôm nay thì có con cưa cắt khai thác chuyên nghiệp cho anh em nhé. Đó, các bác thích một cái hệ cắt khai thác chuyên nghiệp mà giá mềm thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là máy Makita. Đấy, con này là tem Makita động cơ của Echo sản xuất nhá. Mà máy Echo các bác biết rồi, rất là vip. Máy được trang bị xuất là 40cc, nóng 40 ly. Trọng lượng máy con này rơi tầm 6kg, cực kỳ đầm tay luôn nhá. Lam được trang bị lam 45, xích là xài xích chân 325, lam xích zin. Con này thì các bác xẻ đi hạ cây thoải mái luôn. Nó thuộc cái hệ khai thác chuyên nghiệp nhá, cho nên là cắt rất là mạnh luôn các bác nhá. Máy thì mới keng này. Đó, con này giá 2.3 triệu bao phí ship nhá, X3. Rồi test nổi tiếng máy X3 cho các bác này, công tắc để lên.
làm giải các bác nhá. Đây giá 2,3 triệu, bao ship, bao bền, bao mạnh luôn. Rồi tiếp theo con số 4 ngày hôm nay thì có con cưa Echo V3800 40cc nòng 40 ly. Con này là thuộc cái hệ khai thác tầm trung. Đó. Máy nòng đứng nhá, 40cc nòng 40 ly, máy rất là đẹp. Được trang bị làm nối, làm tản nhiệt, làm con này làm 40, xích đà xài, xích chân 325, đi hạ cây, đi xẻ khá là ok. Đó. Trọng lượng máy là 5,5 kg, trọng lượng máy là 5,5 kg. Một con Echo V3800 bơm xăng phụ trợ lực có nhá. Rồi test nổi tiếng máy X4, con này giá 2,5 triệu này, bao phí ship. Máy nòng đứng cho nên là chạy rất là lợi xăng. Ok, con này thì nó hơi bị xào bạc đạn tí nhá. Máy móc thì bao cho các bác luôn. Con này giá 2,5 triệu, bao phí ship X4. Máy đẹp keng. Rồi tiếp theo X5. X5 ngày hôm nay thì có con cưa đến từ thương hiệu của Singu, một con Singu đời cực kỳ là cao. Con này đời trợ lực lớn nhá. Đời trợ lực lớn mà lại có cả xả áp này. Đó, có nghĩa là cho anh em giật máy rất là nhẹ rồi. Xả áp này thì một là các bác đóng vào giật nó đã nhẹ rồi, hai thì nó cho cái chất lượng của máy thì nó sẽ cao hơn. Đấy. Rất là bền máy, làm xả làm la tinh luôn này, làm của nó làm 40 làm la tinh. Đấy, máy rất là đẹp nhá. Con này thì bô bọng các bác này, còn nguyên lớp sơn zin rất là đẹp. Con này thì máy móc bao đẹp 95% cho anh em. Thắng xích thắng xiếc có hết các bác nhá. Siêu VIP một con Singu, con này đi cắt khai thác tầm trung thì khỏi chê. Đặc biệt thì nó được trang bị chụp giật là trợ lực lớn này. Con này trang bị công suất là 40cc nhá, nòng 40 ly cho anh em nhá. 40cc nòng 40 ly luôn. Đời trợ lực lớn này thì nó thích hợp cho đại đa số người dùng luôn, giật rất là nhẹ nhàng. Đó. Con này giá 2,8 triệu này, X5. Đấy, máy móc thì bao đẹp cho anh em luôn. Rồi, test rồi thì máy X5 cho các bác nhá. Quá VIP của con Singu này. Đây. Rất là nhẹ nhàng các bác này, giật trợ lực lớn rất là siêu nhá. Đập cực kỳ nghe rất là sướng nhá, rất là phê. Ok, giá 2,8 triệu này, một con siêu VIP luôn, cực kỳ păng 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 păng. Rồi tiếp theo X6 ngày hôm nay thì có một con khai thác chuyên nghiệp nữa. Con này là con cực kỳ là lớn nhá, con này gọi là con cá mập luôn. Con X6 con này giá con Echo 551 này, đấy, 55cc luôn nhá. Máy bao mạnh cho anh em. Lam trang bị lam la tinh, lam 45, xích là xả xích đại nhá. Các bạn thích con nào xả xích đại, xích chân 72, xích lớn nhất bây giờ thì các bác có thể tham khảo con này. Con này các bác đi xẻ này, đi hạ cây thoải mái luôn các bác nhá. Echo 551. Đấy, trọng lượng con này rơi tầm 8 kg nhá, 8 kg. Khai thác chuyên nghiệp luôn. Cho nên là anh em đã để ý đến cái trọng lượng của máy nhá. Đó, con này thì dành cho các bác tay to. Đấy. Con này giá là 2,7 triệu này, X6 giá 2,7 triệu, máy đẹp, bao đẹp cho các bác luôn. Rồi test nổi thì máy X6 cho bác, Echo 551 siêu VIP. Rất là giòn. Chưa lên xăng, kéo lê gió ra một phát cho các bác nhá. Đây, giật lại. Đó. Rất là khỏe. Rất là thì một mình thì vận hành nó hơi khó các bác này, vì là hơi nó căng đét luôn. Đấy, mà cầm một tay quay điện thoại, một tay giật cho các bác thì phải nói là nó rất là nặng, hơi bị nặng các bác nhá, cho nên là hơi thiếu lực một tí. Đấy, con này thì hơi hám bên trong, bao đẹp cho anh em đến 90% luôn. Giá 2,7 triệu này, bao phí ship. Echo 551 căng đét luôn. Rồi tiếp theo con X7 ngày hôm nay có con Estin. Đây, Estin 021 đời super cho các bác nhá. Đấy, đời super
Con này thì phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản này, có xả áp và có bơm xăng phụ nhá. Đấy, chắc là người Nhật Bản người ta yếu, người ta dùng xả áp. Con này trang bị là lam 35, xích là xài xích chung 91, trọng lượng máy 5kg. Đương nhiên rồi, thắng xích đằng trước còn nguyên. Con này đi cắt tầm trung khỏi chê. Hệ ST này một cái hệ mà rất là VIP. ST này thì nó là cái hệ máy đẳng cấp nhất thế giới rồi, cho nên là anh em không phải lo về chất lượng máy nhá. Rồi, con này là 40cc nòng 40 ly, trọng lượng 5kg. Con này giá 3,2 triệu, bao phí ship X7 nhá. Một dòng cao cấp cho nên là giá sẽ cao hơn với giá thị trường những cái hãng máy cùng công suất nhá. ST này bao giờ giá rất là cao. Con này giá 3,2 triệu, bao phí ship nhá. Chất lượng thì khỏi chê rồi. Test nổ này. Con này giá 3,2 triệu, bao phí ship chưa. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay có X8 ngày hôm nay thì có con cua si đại quá. Đấy, một cái hãng máy ưu tú đến từ Nhật Bản. Con này thì lam Latin này, dày rất là đẹp nhá. Đấy, lam con này thì rất là đẹp, lam xích còn được tầm 90% cho anh em. Đó, con này thì một cái dòng cắt rất là mạnh và bền của đến từ thương hiệu COA, gọi là COA 360, 36cc nòng 40 ly. Đấy, mặt tiền đỏ ao này. Con này thì trọng lượng máy 5kg nhé. Con này thì rất là mạnh luôn, cắt thì độ bền cao, thích hợp cho anh em cắt tầm trung, cắt dừa riêng hay là các bác cắt những xưởng bóc các kiểu thì cực kỳ là bền máy. Và đặc biệt với trọng lượng của nó 5kg thì rất là dễ dàng di chuyển. Dòng này vòng tua rất là lớn anh em nhé. Đấy, con này thì thụ tùng nó cực kỳ là nhiều luôn, COA mà. Rồi, cuối cùng ngày hôm nay X8, con này giá 2,9 triệu này, COA 60. Test nổ tiếng máy COA 60 cho bác nhé. Rất là êm. Ok, con này giá 2,9 triệu, bao phí ship nhá. Đó, em cũng xin kết thúc clip tại đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 12 370. Cảm ơn tất cả người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.